Xin chào 500 anh em, hôm nay tôi mang đến cho anh em một bộ anime hành động vô cùng hấp dẫn, được mong chờ trong năm 2022 này. Giờ thì bắt đầu thôi. Tập 1. Đôi khi cô có một giấc mơ, một giấc mơ về phòng học Nhật Bản mà cô chưa bao giờ đặt chân tới. Những người ở đó đều là bạn cô và trong số họ có một người bạn thân của cô. Hiện giờ có một cậu bạn đã được Izekai, cậu vui lắm rồi bắt đầu ảo tưởng về việc chinh phục thế giới, tuy nhiên đang mơ tưởng thì cậu bị tống ra ngoài. Cậu bắt đầu lang thang rồi đến gầm cầu ngồi lủi thủi một mình. Đã thế còn đã đói nữa. Cậu bắt đầu suy nghĩ về chuyện quay về nhưng Izekai là cánh cửa một chiều làm gì có chuyện quay về. Đúng lúc đó có một cô gái tới nói chuyện với cậu. Có vẻ cô khiến cậu giật mình. Có vẻ cô biết cậu đến từ thế giới khác nên lại bắt chuyện. Cô còn biết chuyện cậu đang tiến thiều. Cô giới thiệu mình là Menu, một giáo sĩ trong sáng. Cậu có chút thiện cảm với cô. Sau đó cả hai cùng ngồi nói chuyện. Giáo sĩ là một loại chức sắc tôn giáo và việc trông coi người đi lạc tức là người Izikai chính là trách nhiệm của giáo hội. Cậu đang định xin tiền thì cô đã dạy cậu đạo lý của thầy huấn Hoa Hồng phải làm thì mới có ăn. Cô giới thiệu cậu tới chỗ giáo hội để làm việc kiếm tiền. Có vẻ cả thế giới này không có mấy thứ cậu mơ tưởng, đến cả kiến thức của cậu cũng vô dụng vì từng có nhiều người Izikai tới đây trước cậu nên tri thức của họ được lưu truyền rất rộng rãi. Trước mắt cậu không khác gì một thị trấn nhỏ. Những người Izikai trước đây đều là người Nhật. Trải qua một thời gian thì văn hóa Nhật đã ăn sâu vào trong tiềm thức họ. Giờ đây họ còn nói bằng tiếng Nhật nữa. Cô nghe chuyện cậu bị triệu hồi và rồi kể cho cậu một câu chuyện. Con người được chia làm ba tầng lớp. Thường dân là tầng 3 chiếm 90% dân số. Thứ hai là lũ quý tộc. Chúng là người quản lý việc hành pháp và tầng lớp thứ nhất là các giáo sĩ Faust là những người phụ sự chúa như cô. Lý do cô ghét lũ quý tộc là vì chúng đam mê làm mấy chuyện cấm. Hai người có vẻ trò chuyện vui vẻ lắm. Cậu kể lại lúc được triệu hồi thì cậu được cho là vô năng còn người con gái còn lại chắc mạnh lắm. Cậu còn nói là cô ấy ngực bự khiến menu có chút ngạc nhiên. Cô lập tức truyền lệnh cho đàn em của mình. Chiều đó cô dẫn cậu đi. Vừa đi cô vừa nói chuyện với cậu rằng ai cũng sẽ có năng lực và không cho chuyện ngoại lệ. Đi một lúc thì cả hai đã tới nhà thờ của cô. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy giống bỏ hoang vì cô làm gì có tiền mà tu sửa nơi đây. Cô mong năng lực của cậu có ích để kiếm được chút tiền. Cô muốn cậu thử nghiệm năng lực ngay và luôn nên cô đã tới gần cậu và kêu cậu nói kết nối đạo lực. Cậu đã nói, tâm trí cậu được đưa tới một vùng mới lạ, cậu đã thức tỉnh được năng lực của mình, năng lực đó là xóa sổ thứ gì đó trong phạm vi nhất định, năng lực khá tốt khiến cô có chút sợ hãi. Cậu bắt đầu mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp thì bị cô cho đi bán muối ngay và luôn. Tuy nhiên cậu không chết ngay được nhưng rồi cũng chết. Cô làm việc này chỉ vì muốn bảo vệ thế giới này dù cậu chẳng có lỗi riêng cái suy nghĩ ảo tưởng chinh phục thế giới của mấy thằng izikai trước đó và của cậu hiện giờ đã đủ khiến thế giới này có nguy cơ diệt vong cô là một giáo sĩ trong sáng và đồng thời là một người hành quyết người đi lạc tức mấy thằng izikai mất não ấy đôi khi cô có một giấc mơ về một lớp học của nhật bản nơi đó có bạn của cô và đặc biệt là một người bạn thân đôi khi cô có một giấc mơ về một thế giới xa xôi khác hẳn thường ngày và đây chính là thế giới đó suy nghĩ của cô bạn vừa izikai có vẻ lâu lắm rồi cô mới về quê mà làm nhiệm vụ hơi nhiều nhưng nơi đây đã từng có thảm họa do lũ Izekai gây ra với mức thiệt hại tương đương tứ đại human error. Khi xưa nơi đây từng xảy ra một đại họa, cô đã được một người hành quyết cứu và bà lão Agel. Cô đang đứng yên thì đàn em của cô xuất hiện như con quái vật rồi lao vào ôm cô. Cô thích menu lắm, y hệt một con Ian nhưng chưa giết người. Có vẻ cô cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Cả hai đang vui đùa vui vẻ thì có người tới. Có vẻ lũ này là lính của tên vừa triệu hồi một tên Izekai kia. Có vẻ chúng muốn giết cô để có chức có quyền có sức mạnh gì đó. Tuy nhiên chúng không phải đối thủ của cô. Chúng bị cô bán hành ngập mặt. Có một tên định chạy đi gọi cứu viện nhưng chúng không hề biết đàn em của cô là Momo còn ở đó. Sức mạnh của cô quá đáng sợ khiến chúng nghĩ tới Fla, người đã cứu cô khi xưa nhưng không. Cô chính là truyền nhân của Fla. Cô đã bán hàng xong rồi nên giờ đi làm nhiệm vụ. Có vẻ menu đã gặp đối tượng Izekai thứ. Tập 2. Hiện giờ đang lảng vảng quanh lâu đài để xem xét tình hình. Cô định giết sạch cả lũ để nhanh đến chỗ kẻ cần giết nhưng vậy sẽ gây náo loạn nên loại bỏ kế hoạch đó. Bộ đồ hiện giờ là hàng thật chính hãng nên mới không bị phát hiện. Nó do chính tay Momo tạo nên với tất cả tình yêu của Momo dành cho cô. Cô đã tìm được một chỗ thuận lợi. Cô đu dây như một điệp viên nhưng khi gặp đối tượng cần giết cô lại có chút bất ngờ. Cô đã nán lại hỏi chuyện cô một chút. Tự, cô là Akari học lớp 3 năm nhất, cấp 3 học viện Nishibori. Menu nhận ra cô nàng này chính là mục tiêu. Sau đó cô kéo Akari vào phòng rồi bị lên một câu chuyện để cô ta bỏ trốn cùng cô. Cô bắt đầu hỏi về năng lực của cô rồi lại dựng thêm một câu chuyện khác về nó để dẫn dụ cô đi ra ngoài cùng mình. Cô đã tin và nghe theo. Cả hai trốn một cách rất chuyên nghiệp, à mà chỉ có menu chuyên nghiệp thôi. Cô nhớ lại năng lực của Akari rồi nhân cơ hội ám sát cô ngay và luôn khi đi vào góc khuất. Nhưng tích thay năng lực của cô là về thời gian nên vết thương ngay sau đó lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cũng chẳng nhớ những chuyện vừa rồi. Menu nhận ra năng lực đáng sợ của Akari nên lệnh cho Momo đưa người bị lạc chạy trốn. Chuyện không hay đây, Momo đã làm mồi nhử để cả hai có thể chạy thoát thân. Đêm đó cả hai quay lại nhà thờ. Akari thì ngủ như chết, còn Menu thì đang nói chuyện với bà Angel về năng lực của Akari. Nếu năng lực của cô ta phát triển thì có thể sẽ có một đại họa còn lớn hơn cả Human Error tuy nhiên bà kêu cô hãy tới gà rúm vì nơi đây có một cách tiêu diệt người bị lạc một cách hoàn toàn nhưng chỉ dùng khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát cô rất là cảm kích bà và còn khen bà nhưng bà chẳng vui lắm vì gần đây có nhiều người con gái mất tích ở gà rúm mà bà chẳng thể cứu được sáng sớm cô đã gọi akari dậy và cho cô ăn sáng cô bắt đầu dựng lên một câu chuyện hợp với câu chuyện tối qua cô đã nói dối để dụ cô cơm mà cô chẳng quan tâm lắm tới mấy chuyện đó mà quan tâm tới bữa ăn hơn Cô còn chẳng quan tâm lấy một ly mà có nói dở thế một cách mỉa mai khiến Meno khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng giải thích rằng cả hai sẽ tới một nơi an toàn hơn là gà rúng. Nghe tới việc được đi đâu đó, Akari nghĩ ngay tới việc đi phiêu lưu nên vui lắm. Có vẻ cô cũng hoang tưởng lắm nhưng không tới mức như nhóc học sinh vừa bị giết mấy ngày trước. Cơ mà chỉ là đi xe lửa tối đó nên chẳng có gì thú vị cả. Cô tiếp tục lừa Akari rằng có thể đưa cô về thế giới cũ. Tự dưng Akari cảm thấy cô đơn cô đã từng hạnh phúc khi gặp được menu dù chẳng hiểu chuyện gì cả rồi cô còn khóc nữa nhưng nói chung cô rất vui vì đã tới thế giới này và gặp được menu cô cũng cảm thấy chút vui vẻ khi nói chuyện với cô momo ngồi ngoài nghe buồn lắm sau đó cô còn báo cáo một cách giận dữ phiên tòa dị giáo nhắm tới cái tên triệu hồi hai người kia đã chính thức được mở còn chuyện nữa bữa cơm mà cô cất công làm ra cho menu bị ả mực bự kia ăn khiến cô vô cùng khó chịu Momo gợi ý vài cách thủ tiêu khác nhưng có vẻ không ổn nên menu quyết định không thực hiện. Tuy nhiên những thứ cô nhờ Momo đã làm xong hết. Momo có vẻ tức giận lắm vì cô cảm thấy ả đàn bà ngực bự kia là một mối đe dọa đáng sợ. Cô bắt đầu lo lắng cho menu nhưng menu vẫn nhất quyết không giết Akari vội. Momo lo lắm nên nói rằng sẽ bí mật bám theo. Menu cũng đành nghe theo. Ngay khi menu vừa quay lại thì Akari đã chào cô. Hình ảnh đó khiến cô nhớ tới giấc mơ của mình. Sau đó cả hai đã ra ga tàu, nó hơi khác với tàu điện ngầm Nhật Bản chút nhưng nó lại đẹp hơn mới hay, tàu ở đây còn chạy bằng ma đạo nữa mới thú vị cơ mà cách vận hành hơi khó một chút. Lúc đó, Ari thấy một bé bị lạc rơi ngã mà con bị thương nữa nên cô đã chữa trị cho bé. Menu vừa đi mua đồ thì quay ra đã thấy đám lính của lũ quý tộc. Cô để ý Ak Ari đang định dùng năng lực nên cô đã tạo ra bóng bóng khiến Ak Ari mất tập trung. Sau đó cả hai đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với cô bé bị lạc kia. Lúc sau bé cũng tìm được mẹ, cả hai bắt đầu lên tàu, Momo đứng sau theo dõi thấy ghen lắm. Đúng lúc đó một nhân vật máu mặt xuất hiện đó là công chúa Asuna, có vẻ cô cũng tới gà rúm. Thứ đang đợi ở cuối chuyến đi này chính là cái chết dành cho Akari nhưng cô chẳng hề biết nên vẫn đang vui vẻ lắm. Tập 3 Hiện giờ công chúa Asuna đang bị một đám lạ mặt cầm súng bao vây, ngoài ra những toa khác cũng bị đồng bọn của chúng khủng bố chúng để ý tới cô là người của giáo sĩ nên bắt cô bỏ kinh thánh xuống và cởi đồ ra xem cô có dấu hàng không cô đành làm theo lời hắn để tránh gây loạn nhưng akari đã đứng lên chịu thay cho cô menu đã ngăn cản lại và tiến lên phía trước nhân cơ hội cô quăng quyển kinh thánh vào mấy tên gần đó rồi một mình hạ hết đám khủng bố trong tòa này cô khá là cảm kích vì hành động của akari trước khi cô sang tòa khác để hạ cái đám khủng bố thì akari khuyên cô cẩn thận vì cô không muốn ở lại một mình nữa đâu Menu nhận ra cô từng cô đơn nhờ chữ nữa nên đã vui vẻ chào cô rồi đi làm nhiệm vụ. Ở toa số 2 hiện giờ Momo đã xử sạch cả đám. Có vẻ chúng không khai những thông tin Momo cần nên cô đành phải độc ác với chúng. Toa số 4 đã an toàn. Momo cũng đã báo cáo tình hình với Menu. Momo vừa bước lên nóc tàu thì thấy công chúa đang bán hành cho lũ khủng bố. Cả hai không đánh nhau mà đừng nói chuyện với nhau chút chút. Menu đã tới phòng của công chúa nhưng cô lại khá bất ngờ vì lũ khủng bố nằm gục dưới sàn. Hiện giờ Momo và Asuna đang đứng trên nóc tàu nói về chuyện của cha Asuna nhưng nói chuyện chưa được bao lâu thì Asuna lao vào đánh. Mendo nghĩ rằng Momo sẽ ổn thôi nên đi vào phòng máy. Momo hiện giờ đã đối mặt với con quái vật đội lốt phụ nữ. Sức mạnh của công chúa Asuna vô cùng đáng gờm nhưng Momo vẫn xoay sở được. Có vẻ Momo đã khó chịu vì cách nói chuyện của cô ta nên bắt đầu nghiêm túc. Cô bắt đầu lôi kiếm ra chơi. Hiện giờ phòng máy đã được an toàn nhưng cái lũ khủng bố này mang trong mình một đá. Nói đơn giản nói như quả bom, kiểu đánh bom cảm tử để con tàu này không được tới gà rúng. Một lúc sau đống đá đã tập hợp tại phòng máy, tuy nhiên bom cảm tử này là để triệu hồi ra một con quái vật chứ không cho nổ. Tuy không có kỹ năng hay ma pháp nhưng sức mạnh của nó rất đáng gờm. Menu định câu giờ để nó hết năng lượng là được nhưng trên đầu cô lúc này Momo với công chúa đang đánh nhau khá gắt. Momo đã ném lưỡi cưa quay một vòng qua rồi bay ra xa vào mấy cái cây để cắt đứt ít lá làm giảm tầm nhìn của công chúa rồi đánh len khiến cô ta ngã xuống và bay đi nhưng cô ta đã kịp bám lấy chân Momo. Lưỡi cưa bay vòng lại và xuyên thẳng vào phòng máy rồi nảy lại đâm thẳng vào người con quái vật. Tuy nhiên cuộc chiến của Momo và Menu vẫn chưa kết thúc. Con quái vật đã chém chúng van điều khiển khiến con tàu mất cân bằng. Cô bỗng dưng nhìn thấy một hình ảnh lạ. Momo và công chúa Asuna cũng vậy. Đúng lúc đó Akari chạy tới chỗ Menu. Cô tới đây là vì thấy mấy viên đá màu đỏ bay tới đây. Menu ngoài trách nhiệm bảo vệ phòng máy ra thì giờ còn phải bảo vệ Akari. Menu đã phải dùng tới chiêu nguy hiểm cô cắm cây dao vào người nó rồi cưỡng ép phá hủy và thế là hạ được con quái vật akari đã bị vé má vì tội cản trở hiện giờ con tàu đang lao nhanh một cách mất kiểm soát cô bắt đầu nghĩ cách để dừng con tàu lại nhưng chưa có cách nào hiệu quả cả cô để ý tới akari và nhiều cô một chuyện cả hai đã lên nóc tàu menu sẽ mượn đạo lực của akari để dừng con tàu này lại có vẻ chuyện này sẽ đau và nguy hiểm lắm menu đã hoàn thành việc tạo ra cánh cổng để ngăn con tàu lại việc bây giờ cần là nâng cao sức mạnh của nó akari sẽ truyền đạo lực cho menu để cô tăng sức mạnh cô cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ cuối cùng cả hai đã dừng con tàu lại được hiện giờ momo vẫn đang phải đánh nhau với một ả đàn bà phiền toái theo lời cô cảm ơn anh em đã xem video hãy để lại một like và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hơn trong tương lai nha